Sao cô tới đây vậy? Ân là bạn gái của anh, cậu cùng anh tới đây tìm em. Cô biết tôi bệnh à? Không phải nói cho tôi biết, tại tôi tự coi bản kết quả mới biết thôi. Tức là cô đã biết hết rồi. Tịnh à, thôi bỏ đi, ai biết cũng không sao. Quan trọng là ba em không biết. Cô yên tâm đi, tôi sẽ không nói cho bác biết. Tình à, để anh dọn đồ giùm em, chúng ta đi. Đi đâu? Quay về bệnh viện Takayama. Không lẽ anh vừa đến liền muốn làm người giám hộ của em hay sao? Anh coi như cho em nghỉ phép đi. Như vậy sao được chứ, em nhất định phải về. Em không về. Em rất thích nơi này. Em cảm thấy ở đây rất yên tĩnh, rất đẹp, rất dễ chịu. Anh cho em ở lại đây đi. Hai người làm ơn đi. Em không cần ai chăm sóc cho em, em sẽ tự lo cho bản thân mình. Không được, em phải theo anh về. Tỉnh à, đừng vậy mà. Đi, đi theo em. Anh ép cô cũng vô ích, thực tế cô không muốn về. Cô bỏ tới đây như vậy không có thuốc cô sẽ chết. Cô đã hứa với anh sẽ đánh trận chiến này mà. Anh một hai ép cổ cũng vô ích thôi. Thực tế cổ không muốn đánh trận chiến này. Anh kêu cổ phải tham gia tức là bắt cổ chết. Nếu không thì sao chứ, cực khổ lắm mới tìm được cổ, không lẽ đứng nhìn cổ chờ chết hay sao? Không phải đâu. Cổ bị bệnh uống thuốc rất quan trọng, nhưng quan trọng nhất là ý chí của cổ. Chúng ta cần phải cho cổ thời gian ủng hộ cổ không ngừng, không chừng sẽ tốt cho căn bệnh của cổ. Ừ, em nói đúng. Chúng ta phải ở lại đây chờ đến khi cổ chịu về Takayama mới thôi. Hiếm khi tôi thấy anh Vĩnh lo lắng vậy lắm. Sự lo lắng của anh đối với Nguyễn Tình là vì họ là bạn bè, hay là còn lưu luyến tình cảm trước đây với Nguyễn Tình. Nhưng có một điều tôi dám khẳng định, đó là Nguyễn Tình tuyệt đối không quan nghênh tôi ở đây, cũng không quan nghênh người khách không mời mà tới này. Để anh giúp em. Cũng được. Baby. 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 Thật ra hai người không cần ở lại đây đâu. Em không cần ai lo. Hay là hai người đi đi. Trời, bên ngoài tuyết dày quá, chắc chắn đường xá tắc nghẽn hết rồi. Chúng ta không mạo hiểm đâu ha. Thì đó, ở lại đây vài hôm vui với cô không được sao? Có phải là hai người ở đây suốt đời hay không? Ở lại càng lâu thì càng hay. Cho, ở đây toàn là đồ ăn ngon. Vừa có mì kéo, sushi. Nghĩ tới thôi cũng thấy vui rồi. Lúc trước em cứ suy nghĩ, sau khi em và anh chia tay rồi, sau này bạn gái của anh sẽ như thế nào đây? Thật không ngờ người bạn gái của anh em quen. Thật trùng hợp quá. Phải, thế gian này nhỏ lắm. Đó, cũng như em tới chỗ này mà tụi anh cũng tìm được. Em cũng biết rồi đó. Cho nên từ nay em đừng đi đâu nữa. Em còn phải đi đâu chứ? Hơn nữa chỉ có anh bên trên đây để tìm em mà thôi. Vậy người đàn ông đó không tới tìm em sao? Anh là ai vậy? Có cần anh về Hồng Kông kêu anh qua thăm em không? Không cần đâu. Em biết bây giờ anh ấy sống rất hạnh phúc. Bên cạnh anh ấy còn có một cô gái tốt vui với anh ấy. Em mệt lắm rồi, em muốn nghỉ ngơi. Thôi được, em ngủ sớm đi. Ngủ ngon. Tôi đỡ không cần. Nguyễn Tịnh đâu lưng ngủ với tôi. Tôi cảm thấy là một sự lạnh nhạt vô cùng. Không biết có phải trực giác của phụ nữ không. Tôi cảm thấy có lẽ trong lòng Nguyễn Tịnh vẫn còn anh Vĩnh. Tôi cảm thấy sự xuất hiện của chúng tôi trái lại càng làm cho Nguyễn Tịnh buồn hơn.
Tuyết ngừng rơi rồi. Lâu lắm rồi em không ra ngoài chơi với Tuyết. Anh còn nhớ lần trước cùng em đi Tokyo, vừa ra khỏi khách sạn liền có tuyết rơi. Kế đó em giống như đứa trẻ chạy ù ra ngoài, còn anh giống như đuổi gà con vẫn chạy theo em. Anh Vĩnh à, hay là bây giờ chúng ta ra ngoài đi. Ăn sáng đi. Ê, anh giúp cho. Tịnh à, nè, thử đi. Dạ ừng nấu cháo ngon lắm. Nè, sao vậy? Không muốn ăn cháo à? Đột nhiên em rất muốn ăn bánh thảo ở trạm xe buýt. Ân à, có thể cô mua giùm tôi được không? Được, tôi mua giùm cô. Không được, để anh đi cho. Thôi. Nè, để em đi cho. Em khờ quá đi, anh sợ em lạc đường. Em cố gắng coi chừng cổ giùm anh. Tôi ra ngoài rửa luôn đống đồ cái đã, cô tự nhiên ăn đi. Tính à, cô đi đâu vậy? Tôi muốn ra ngoài đi dạo. Cô đợi tôi một lát, tôi đi với cô. Không cần đâu. Lâu rồi tôi không ra ngoài ngắm tuyết. Cô đợi tôi với, nhanh lắm. Tính à, Tính à, cô đợi tôi với. Tôi muốn đi vào một mình. Cô vào nhà đi. Thôi mà, cô đợi anh Vĩnh về trước đi được không? Đây để làm gì chứ? Ở đây nguy hiểm lắm. Cô muốn ngắm tuyết, tôi cùng cô xuống dưới ngắm chịu không? Cô cẩn thận đó. À, cẩn thận đó. Cô đi đâu vậy? Trời đó nguy hiểm lắm, tôi sợ cô chịu không nổi. Mau quay xuống đi. Ngoan đi, ngoan đi mà. Cô có biết không, lúc tôi ở bên chị, cô gái ở phòng kế bên tôi nói với tôi, cô ấy nói đẹp lắm. Cô ấy nói trên kia có một thác nữa, cảnh vật xung quanh thật sự rất dễ chịu. Có một hôm cô ấy đưa quyển sách cho tôi coi, tôi vừa nhìn vào liền rất thích. Cô nói cô cũng vậy, còn đã muốn tới đây ngắm một lần. Cái đó qua hôm sau cô ấy đã đến đây thật. Nhưng mà đến cuối cùng tôi không thể trả lại quyển sách cho cô ấy. Tại sao vậy? Bởi vì sau khi cô ấy lên trên này thì không quay xuống nữa. Cô chết rồi sao? Tôi nhất định phải lên trên đó. Tôi muốn xem trên đó đẹp cỡ nào. Cô đừng lên trển nữa, mau quay xuống đi. Cô đừng đi theo tôi nữa. Cô đừng lên trển mà, cô không đủ sức đâu. Cô đừng làm tôi sợ mà, quay xuống đi. Cô đừng đi theo tôi nữa. Tịnh à, cô đừng đi nữa, nguy hiểm lắm. Tôi đã kêu cô mặc kệ tôi rồi, tại sao cô cứ nhất định đi theo tôi vậy? Đừng có đi lên trển mà, nguy hiểm lắm. Mau theo tôi xuống đi. Tôi phải lên trên đó, càng cao càng tốt. Càng cao càng tốt. Cô lên trển làm gì càng chứ? Càng cao càng tốt. Cô có sao không? Có sao không? Tôi đã
đã từng tin trên đời này có thượng đế, nhưng tôi cảm thấy ngài bất công với tôi lắm. Tôi đã tin tưởng ngài, tại sao ngài lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao bắt tôi phải chịu mọi đau khổ? Tại sao phải chọn tôi? Cho nên tôi đã rời xa ngài. Cái đó tôi cảm thấy ở đâu có thật thì tôi tới đó lại. Sau khi tôi đến đây, ngày nào tôi cũng đến đình, cứ cầu nguyện với thần linh. Tôi hy vọng bệnh của tôi sẽ hồi phục. Tôi hy vọng anh ấy sẽ tìm được hạnh phúc, và hy vọng chúng tôi có thể tìm được tương lai. Nhưng cuối cùng, cuối cùng tôi chẳng có gì hết. Tôi chỉ có căn bệnh này. Đồng thời chúng tôi sẽ mãi mãi cũng không thể ở bên nhau. Cô còn nhớ anh lắm sao? Bây giờ tôi cảm thấy khổ sở lắm. Bao nhiêu năm qua, thượng đế cứ trừng phạt tôi mãi. Cho nên tôi nhất định phải lên trên. Tôi muốn hỏi thượng đế tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao số tôi khổ đến như vậy? Tại Tình sao? Tình nào có được vậy mà? Còn đi nữa, Tình à, Tình à. Tình, có sao không? Cô sao rồi? Có phải cô lạnh lắm không? Tôi đưa áo cho cô. Cô khoác vào đi. Khoác đi. Khoác đi mà. Tôi không cần đâu. Tình à, Tình, cô sao vậy? Đứng lại đi. Cô có sao không? Đừng mà, cô sẽ không chết đâu. Cô sẽ không sao đâu. Cô cho tôi lên trên đó đi. Tôi mệt lắm. Tôi không muốn sống trên đời này. Không đâu, cô sẽ không sao đâu. Cô phải cố gắng lên, cô biết chưa? Cô nhất định phải cố gắng lên, cô biết chưa? Không sao đâu. Cô nhất định sẽ không sao đâu. Cô hấp trà nóng trước đi. Cô có đủ ấm không? Để tôi lấy thêm mền cho cô nha. Gà, chuyện lúc nãy cô có thể đừng nói cho anh Vĩnh biết được không? Ừ, được. Câu chuyện mối tình đầu. Lúc anh ấy đang rửa xe, nét mặt rất tập trung. Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh Vĩnh. Anh Vĩnh à, hôm nay em xin được một quẻ xăm tốt cho anh. Quẻ xăm nói anh sẽ bỏ hết những cái cũ đi tiếp nhận cái mới, hướng về phía trước. Em sợ lắm, sợ anh sẽ bỏ luôn cả em, không còn nhớ tới em nữa. Về cái chết, có xăm nói em ngồi trên thuyền nhỏ gặp con sông lớn. Anh Vĩnh à, em không sợ cái chết, em chỉ sợ không được gặp lại anh nữa. Em thật sự nhớ anh lắm. Thì ra người đàn ông đã có vợ mà cô nói thật ra là anh Vĩnh. Anh về rồi nè. Ngoài trời lạnh quá, anh mua rất nhiều đồ, tối nay chúng ta sẽ ăn lẩu. Anh để đồ cái đã. Em coi, có dễ thương không? Dễ thương quá. Anh nghe người ta nói, nếu trong lòng không vui, sẽ cảm thấy nó đang khóc. Nếu như trong lòng của em vui, sẽ cảm thấy nó đang cười. Em nghe nha. Anh hy vọng, từ nay, nó sẽ mãi mãi cười với em.
Đừng vậy mà, bệnh của em nhất định sẽ được hồi phục, biết không? Chắc cậu là bạn trai của Dương Tuệ, Don hứa. Từ đầu anh rể của tôi đã căn dặn nói hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm, dặn tôi hướng dẫn cho cậu đó. Còn ông là? Rồi tôi là CK được rồi. Nè, tôi là cậu của Dương Tuệ, tính kỹ chúng ta cũng là người trong nhà mà, chúng ta còn làm chung một bộ phận nữa. Nè, từ nay có gì không hiểu cứ việc hỏi tôi là được rồi. Ừ, mong ông chỉ dạy thêm. Phải, ở phòng phát triển địa ốc á, đành rằng tôi là cấp trên của cậu. Nhưng mà thật ra tôi cũng là nhận lệnh hỗ trợ phò mã như cậu thôi. Phò mã? Hiểu rồi. Đâu có thanh niên nào muốn cho người ta biết họ giàu lên nhà phụ nữ đâu. Không cần quan tâm những lời đồn to đồn nhỏ của người ta. Phải, cậu đã nhờ quan hệ để vô đây, vậy thì đã sao? Cậu có không cần sợ người ta nói xấu sau lưng cậu làm cái quái gì. Quan trọng nhất là dựa vào thực lực của chính mình, lập chút thành tích cho người ta thấy. Vậy thì không còn sợ người ta nói là cậu đào mỏ vàng ăn cơm hớt. Phải vậy không? Cũng phải. Có thang. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến Dương Thị. Có thể mọi người chưa rành về tôi lắm, chứ tôi không phải là một người đặt nặng quan niệm giai cấp. Tôi hy vọng mọi người có thể giống như cộng tác vậy, hợp tác vui vẻ. Hôm nay mọi người vui vẻ như vậy, tôi mời uống trà. Trời ơi, sao không cảm ơn sếp đi. Cảm ơn anh. Không có gì, hay để tôi mua cho. Cảm ơn. Này mấy cô à, hình như cậu còn một hồ sơ quan trọng phải chuyển đến văn phòng luật sư đó. Cậu cho người đem đi chưa? Dạ chưa. Chưa à, vậy sao cậu đòi đi mua trà? Mau đi làm đi. Dạ. Tôi cũng có phần. Hay để tôi đi cho. Hình như cô còn bảo báo cáo phân tích khu Nam chưa giao cho tôi. Cho tôi một chút thời gian đi. Để tôi đi cho. Thôi đi. Nè, cô đem cặp táp này vào phòng giùm tôi nha. Dạ ông Lưu. Hay là để tôi đi cho. Thôi đi. Hôm qua cô nói bị trật chân mà, cô chạy lên chạy xuống là bị trật nữa thì tính làm sao phải không? Anh thông cảm nha. Cẩn thận nha, từ từ đi. Người nào người nấy đều bận rộn không ai rảnh đâu. Hay là vậy, để tôi đi mua. Không được, để tôi đi được rồi. Tôi cũng muốn làm quen môi trường ở công ty này. Vậy sao được chứ, vừa bỏ tiền lại bỏ công. Thật xin lỗi nha. Không sao. Vậy tôi không khách sáo. Nè mọi người qua đây. Mọi người nói rõ đi, bản thân mình muốn uống gì nói cho cậu Don biết. Cậu Don uống gì? Là bảo chả nóng ít đường nha. Trà sữa là nhiều đường. Trà sữa lạnh không đường nha các bạn. Tôi trà sữa nóng. Cà phê nóng không sữa không được. Cô uống trà chanh lạnh nhiều đá. Cảm ơn nhiều. Anh cho hỏi là có giấy bút không? Bên xưởng in nói giấy xuất khẩu của đại lục đã tăng lên 5%, cho nên kỳ sắp tới phí in ấn của chúng ta phải tăng thêm 3%. Chết rồi, lại tăng nữa. Này cô Hoa, lượng tiêu thụ kỳ trước của cô thế nào? Tiểu ma nữ Mi Fa Son thì xuất bản 3.000 quyển, trong vòng 2 tuần đã bán được 300 quyển rồi đó. 300 quyển, 10%, đó gọi là bán ế. Có bộ bây giờ sách cho con nít không chạy nữa. Phải rồi, con nít bây giờ chững chạc lắm. Phải đó, chững chạc sớm quá. Phải đó chị Quân, câu chuyện mới của cô tính tới đâu rồi? Cũng gần xong rồi. Còn thiếu cái chút xíu nữa thôi, hãy làm xong thì lập tức báo với ông liền. Không thành vấn đề, lúc nào cô cũng vậy mà. Cũng như cô nói, ý hay lấy đâu ra nhiều vậy, phải nghĩ ra mới có phải không? Được, từ từ ha. Dạ, tôi sẽ cố gắng. Nhưng mà tôi có một suy nghĩ, tôi không biết cô có chấp nhất, tức là vẽ những câu chuyện người ta đã viết, tức là thí dụ như có những tiểu thuyết để hoàn chỉnh, cô cứ vẽ lại những tiểu thuyết đó, cô có chấp nhận không hả? Đâu có gì đâu, là truyện hay là được rồi.
tốt. Cô nghĩ vậy thì được rồi. Nè, lần này tôi muốn thay đổi đề tài, chúng ta sẽ viết những câu chuyện có thật trong xã hội. À, hay đó, ý kiến này rất là hay, phải không? Rất có tính giáo dục. Thôi được. Nếu như mọi người không phản đối, chúng ta sẽ thực hiện. Nè, câu chuyện này tên là Sự Lựa Chọn Của Tiểu Lệ. Nhưng mà bởi vì nó tả thật quá, ở đại lục á, nó là sách cấm. Sách cấm hả? Câu chuyện này nói về một cô gái tên là Tiểu Lệ. Cô ở đại lục qua Hồng Kông bằng cách nào đó đấu tranh sinh tồn trở thành một thiên hậu. Cô chịu cúi đầu lắm. Cô vì một vai nhỏ cam tâm quan hệ với trợ lý đạo diễn, và vì muốn tranh thủ một vai diễn chính, cam tâm cùng quan hệ với năm đạo diễn, gây ra một chuyện quan hệ tại sao vậy vừa không rõ ràng. Cô vì lý tưởng của cô, cam tâm hy sinh thân xác của cô. Cô thật sự là một kỳ nữ trong biển tình đó. Tức là cơ mình vẽ truyện khiêu dâm. Tính sao đây, vượt quá giới hạn của mình rồi. Chuyện kỳ quặc như vậy, có phải nên tìm một người kỳ cục để hỏi không? Hey, Joe thì trà sữa lạnh thêm đường nè. CK thì trà chanh lạnh thêm đá. Apple thì trà chanh lạnh ít đường. Michael thì cà phê đen. Hey, đã nói là làm công là tạo nghiệp mà. Nếu để mấy thằng quỷ đó nhìn thấy mình á, làm sao mà dán mặt ra đường chứ. Alo chị Quân. Bây giờ anh bận lắm nữa. Lát nữa em gọi lại cho anh. Không cần lập tức cúp máy như vậy. Em đã gọi điện tới á, chắc chắn là có chuyện rồi, nói đi. Không có gì. Ông Tổng mới đưa ý tưởng cho em vẽ, nhưng mà nó có vị như... Có vị gì chứ? Vị mặn á. Vị mặn? Tức là vẽ chuyện khiêu dâm. Phải đó. Tuy em không có nổi tiếng cho lắm, nhưng mà em có nguyên tắc. Có gì mặn cũng còn đỡ đó. Đỡ hơn anh bây giờ đắng cay ngọt bùi, cái gì cũng có hết. Là vậy đó, ra đời làm việc không được từ chối. Bây giờ ông Tổng đã nêu ý tưởng cho em rồi, cô em cho thêm vài bức tranh thì em cứ làm theo đi. Đã tới lúc em phải tạm gác lòng tự trọng của em rồi. Anh nói cũng phải. Vậy là được rồi. Trước cũng chết, sau cũng chết, chưa chắc là khó coi. Anh muốn coi thì có. Nếu em vẽ chắc chắn anh sẽ coi. Anh chỉ sợ là em vẽ không được đặc sắc thôi. Nếu muốn thì chắc chắn sẽ vẽ được. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh nữa. Không có gì, làm việc đi. Cô Don. CK, có chuyện gì? Có cái này cho cậu coi. Cái gì vậy? Không biết cậu có nghe nói không? Dương thì chúng ta dự định mua một tòa nhà cũ ở Vịnh Thổ qua để xây mới. Nè, bản này là bản kế hoạch giá mua lại đó. Có điều hơi khó khăn một chút. Khó khăn gì? Thì có một hộ không chịu dọn đi. Hay là để tôi đi cho. Tuy chuyện nhà đất tôi không rành lắm, nhưng mà dựa vào cái miệng chắc là được đó. Vậy sao? Vậy trong cây dòng cậu đó. Tức là mọi người trong tòa nhà này đã dọn đi hết rồi. An ninh sẽ không tốt cho lắm. Chỉ cầm số tiền đi mua căn nhà khác, như vậy còn hay hơn. Anh đừng cản trở ở đây, làm ơn đi. Tức là như vậy, bây giờ chúng tôi ra giá 1,5 triệu để mua lại nhà của chị là hợp lý lắm rồi. Nếu sau này cưỡng chế lấy nhà, chưa chắc sẽ có giá này đâu. Chị suy nghĩ lại đi. Nói hoài mà không nghe, không bán. Tôi không hiểu ý của chị muốn gì. Có thể nhờ một người biết nói tiếng Quảng Đông hay là tiếng Triều Châu nói chuyện với tôi được không? Cảm ơn chị, cảm ơn nhiều, cảm ơn. Lúc là cái đầu ôn dịch. Trời ơi, biết nói tiếng Quảng Đông sao không chịu nói sớm. Tự nhiên sao lại bắt tôi vẽ truyện khiêu dâm chứ. Quân nghĩ tự nhiên chó mặt hổ thay đổi phong cách kêu Quân á hả, vẽ truyện khiêu dâm. Có khi nào ông ấy bày vẽ nhiều trò ép Quân nghĩ không? Không phải chứ. Ai nói không có chứ. Lệ ơn đi. Tôi xuống căng tin kiếm sẵn chỗ đợi Quân nha. Cũng được á, nhanh lên đi. Ông Tổng, tôi đi ăn cơm. Ông Tổng. Chào chị Quân. Chào. Sao hả? Rõ ràng là chưa bắt tay làm mà. Tôi định sắp xếp xong hết rồi. Để quyển truyện có thể lôi cuốn hơn. Cũng phải, cô có ý tưởng của cô. Nè, tức là vậy, không phải tôi muốn can thiệp vào quyền tự do sáng tác của cô. Dạ. Nhưng mà tôi có một chút ý kiến muốn chia sẻ với cô. Dạ. Tức là vậy, nè,
Cô có thể không cần truyền thống quá, cô có thể vẽ những chuyện chấn động để bắt đầu câu chuyện này. Tức là chuyện gì? Thí dụ như cô nói Tiểu Lệ đi thử một vai diễn người hầu. Khi cổ đến trường quay phát hiện, ủa, đó là một căn phòng của khách sạn. Trên giường còn có một gã đàn ông không mặc áo. Nói là sẽ quay thử với cổ, đành chịu thôi. Cổ vì muốn giành được vai diễn này, cho nên cổ đã hy sinh. Hy sinh cho nghệ thuật, coi như mở màn cho đêm đầu của cổ. Kế đó thì tới lượt cô. Cô phải phát huy. Này có phải là Tiểu Lệ thật đẹp, không một mảnh vải, đang ngồi trên giường cùng với người đàn ông đó, mở ra một trận chiến 7-7-49 hiệp. Quả thật cực khổ lắm. Cô bắt đầu mệt mỏi rồi, cô bắt đầu trở nên ngu muội, không phân biệt ngày đêm, trở toàn thân đầy mồ hôi. Tới lúc đó còn phải viết đến thật lôi cuốn. Này nhớ nha, không phải lôi cuốn bắt mắt, mà là lôi cuốn thể xác, lôi cuốn sắc dục và lôi cuốn... Lấy tay cô ra đi. Kiểu lôi cuốn đó tôi không biết vẽ đâu. Vậy nghĩa là sao? Ông đừng nói với tôi câu chuyện của Tiểu Lệ gì nữa. Tôi mới nghe là thấy ớn lạnh rồi. Tôi vẫn còn lương tâm, tôi không có đi tiện với ông vẽ ra những cái thứ tranh này để dạy hư với trẻ. Ông coi chừng sau này ông đẻ con ra bị khuyết tật. Tiểu Lệ, chị Quân, cô nghe tôi nói đã. Cái tôi đang nói Hey Assistant ước sủng manager. Đó. Ủa, tới rồi. Sao ngày đầu tiên anh đi làm mà người ướt sũng vậy? Hey, đừng có nhắc nữa. Coi chừng cảm lạnh đó. Ừ. Tôi đã đi đủ trong phòng của anh rồi, anh có thích không? Cả ngày nay cũng chưa bước vào phòng. Vào coi thử đi. Để coi. Dễ chịu lắm. Cách thiết kế lưng dựa này là phối hợp với cuộc sống của anh, để anh đỡ bị trì nặng, từ nay không sợ đau lưng nữa. Không cần hỏi, ly giữ ấm này cũng là do cô mua rồi. Để cho anh làm cà phê uống đó. Cho dù anh có đi họp về, ly cà phê nó vẫn còn nóng. Chu đáo như vậy, xem ra bữa ăn tối nay không thể nào thoát khỏi được. xin lỗi nha. Khi uống thuốc, ăn một chút đi. Lúc nãy mua ở trạm xe buýt đó nè. Ăn đi. Thật ra cô tốt bụng lắm, chiều cùng với anh Vĩnh tới đây chăm sóc tôi. Khó trách anh ấy yêu cô đến như vậy. Đừng nói chuyện đó nữa. Bây giờ quan trọng nhất là cô chữa bệnh của mình, có biết chưa? Chữa bệnh đi làm gì? Thật ra tôi thấy ngưỡng mộ cô lắm. Cô có một thân thể khỏe mạnh, là có một bạn trai yêu cô đến như vậy. Lúc tôi và anh Vĩnh quen nhau, không bao giờ anh ấy tận tâm với tôi như vậy, không bao giờ yêu tôi đến như vậy. Nếu anh ấy chịu yêu tôi đúng một tháng, thậm chí là một tuần, chúng tôi sẽ không chia tay. Và tôi cũng không sanh nông nổi như thế này. Cô còn yêu ảnh lắm sao? Cô nhận thấy sao? Chắc là trực giác của phụ nữ. Từ bấy lâu nay, tôi thật không tài nào quên được anh đây. Lúc chúng tôi chia tay, quả thật là tôi buồn lắm. Tôi không hiểu tại sao chúng tôi lại không hợp nhau, tôi cũng không biết tính sao. Tôi thử buông thả bản thân mình, cuối cùng một lần sai lầm, tôi đã bị nhiễm căn bệnh này. Tôi thực sự hối hận lắm. Thì ra làm người thực sự không thể lầm đường lỡ bước. Căn bệnh này là quả báo lớn nhất của tôi.
Nhưng mà tôi cũng không muốn ra nông nỗi như thế này. Tôi không muốn làm cho ba tôi thất vọng. Thử hỏi nếu để cho người ta biết được con gái của hiệu trưởng trường đại học chơi trò vui qua đêm, còn bị nhiễm bệnh S nữa, ba tôi còn mặt mũi nào gặp người ta. Tôi không muốn liên lụy ba tôi. Tôi càng không muốn liên lụy anh Chính. Cho nên cô không dám nói ra, sợ anh Chính tự trách bản thân. Tôi không muốn anh ấy phải mang gánh nặng. Vì vậy tôi đã bịa ra một câu chuyện người đàn ông có vợ. Tại sao cô lại dạy vậy chứ hả? Tôi đã mất hết tất cả rồi. Tôi đã mất anh Chính, mất gia đình. Cô có biết là tôi rất muốn chết hay không? Nhưng mà anh Chính đã cứu tôi, cho nên mấy năm qua anh ấy là chỗ dựa tin tưởng của tôi. Bởi vì tôi rất hy vọng một ngày nào đó nếu tôi có thể khỏe lại, có thể tôi sẽ quay lại với anh đấy. Nhưng bây giờ không đủ nữa rồi. Thật ra bệnh tôi đã đến giai đoạn cuối, tôi không hy vọng gì. Tôi chỉ hy vọng nếu khoảng thời gian này có anh Chính ở bên cạnh tôi, tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Tôi cảm nhận được sự cố chấp của Nguyễn Tình đối với anh Dĩnh. Cô yêu anh Dĩnh chắc chắn không thua kém tôi. Tôi nhớ lúc tôi còn nhỏ, tôi thường cùng các bạn chơi một trò chơi gọi là giành ghế. Bây giờ tôi và anh Dĩnh, Nguyễn Tình giống như đang chơi trò chơi này vậy. Trước mặt chỉ có một cái ghế. Nhưng lúc này có phải tôi nên nhường cho Nguyễn Tịnh không? Có lẽ tôi nên nhường cho Nguyễn Tịnh vậy. Vậy thì anh Dĩnh sẽ ở lại đây bao lâu? Anh sẽ ở bên cô ấy bao lâu? Và tôi có thể chịu đựng được bao lâu? Em tới đây thật sao? Sao anh tới đây vậy? Tìm em có chuyện gì à? Anh hỏi em có chuyện gì thì đúng hơn. Lạnh như vậy em còn ngồi ở đây nữa. Em buồn à? Đâu có. Không cần gạt anh. Mỗi lần khi em không vui, em đều bỏ ra ngoài một mình. Anh biết khoảng thời gian qua Tình đã làm cho em cảm thấy khó chịu. Hay là gì? Chúng ta tìm một nhà dân giàu tới ở, hàng ngày ghé thăm cổ. Vậy thì đối với em hay đối với cổ cũng tốt hơn. Em cũng đỡ phải khổ sở được không? Như chúng ta rời khỏi cô Tịnh có khi nào không hay cho lắm không? Em yên tâm, bà Sơn Hà đã về rồi. Anh biết nhà của bà Sơn Hà ở gần đây, muốn thăm cổ cũng tiện lắm, được không? Tôi biết, anh Dĩnh biết tôi đang buồn, cho nên mới dọn ra ngoài để chúng tôi tìm lại không gian thuộc về chúng tôi. Ảnh thương tôi như vậy, đúng ra tôi phải cùng ảnh ở lại đi đánh xong trận chiến này. Hai đứa mày có cần như vậy không? Coi bản kế hoạch trước đi, tao không có lừa tụi bay đâu. Nè, năm đầu tiên của bản kế hoạch, tao định là thông qua quan hệ của Dương Thị quen biết với dân giàu có trong giới địa ốc. Tụi bay biết đó, dân giàu có trong giới địa ốc chắc chắn kinh doanh nhiều thứ, ngành khách sạn, ngành ăn uống gì đó, những thứ linh tinh gì đó, sau này DDMK muốn làm cái gì cũng sẽ được hậu thuẫn. Có đúng là sẽ quen với nhiều người giàu có không vậy? Đừng nghe nó nói dốc, không biết bắt cỡ. Cho nên không tùy mày, ngày mai tao có hẹn với Lý siêu nhân họp. Thật sao? Nè, năm thứ hai của bản kế hoạch, tao định mở rộng mạng quan hệ ở đại lục. Lợi hại, bản kế hoạch này vẫn y như thật vậy đó. Ừ, cũng được thiệt đó. Anh em với nhau, có bao giờ tao gạt tụi bay đâu. Cũng như câu người trước trồng cây, người sau hưởng mát. Người trước như tao tới Dương Thị trồng cây, để người sau của DDMK hưởng bóng mát. Nếu mày làm bao nhiêu chuyện cũng vậy DDMK vậy, thì ân oán trước đây của chúng ta coi như bỏ qua. Mày đã nói đến trồng cây á thì phải trồng thật rậm rạp. Hay là mày chịu luôn Dương Tuệ đi,
coi như bốn phần. Chà, chưa đầy 3-4 năm đã thành công rồi đó. Phải. Những chuyện đó để sau này tính. Sao ấp úng vậy? Có người nhớ chị Quân kìa. Cái gì chứ, bạn bè thôi mà. Nếu mày thật sự với con người ta là bạn bè thì gọi điện quan tâm người ta. Cổ thất nghiệp rồi kìa. Sao hả? Không làm ở cũ khoai lang đó sao? Lời lợi nói con chó mặt hổ kêu cổ giải truyện khiêu dâm, có không chịu nổi nên nổi loạn. Đi gọi điện đi, anh vô tiệm mua đồ sau đó tới đón em. Alo, ai đó? Alo, chị đi. Chị Ân, chị đi đâu vậy? Em tìm chị khắp nơi cũng không thấy nữa. Cậu và má lo cho chị lắm đó. Chị mau về đây đi, lập tức về đây cho em. Làm gì vậy? Không, chị muốn nói cho em biết chị không sao, vẫn khỏe, em không cần lo. Với lại, chị nghĩ chị sẽ ở lại đây thêm vài hôm nữa. Em xin phép giùm chị nha. Chị đừng có ở đó nữa, chị mau về đây đi. Hôm nay cậu đã qua nhận tìm chị rồi đó. Ba hả? Bản kết quả của chị đã có rồi. Nói là trong mũi của chị có một khối u. Chị có biết sau khi má hay tin rất lo lắng và cậu hai cũng giận dữ hay không? Chị đừng nói nhiều nữa, chị mau về đây đi có được không? Má à, có phải má bị bệnh không? Bị bệnh thì đi khám bệnh đi, các bác sĩ sẽ chữa cho má. Có phải má rất khổ sở không? Má khổ sở mấy cũng không sao đâu. Điều quan trọng nhất là Gia Ân có thể khỏe mạnh. Hy vọng là ông trời sẽ phù hộ. Những việc không tốt của má đừng truyền cho Gia Ân. À, nhìn cái gì vậy? Hấp dẫn vậy sao? Nhìn trai đẹp đó. Nhìn trai đẹp à? Em nhìn bên này thì được rồi. Anh đừng có hòng. À phải, ngày mai em không thể cùng anh đi thăm Nguyễn Tịnh rồi. Tại sao? Anh đừng có hỏi. Tóm lại 1 giờ ngày mai anh để em ở cầu treo được không? Hả? Ra vẻ bí ẩn. Em làm gì vậy? Từ lúc đó anh sẽ biết. Nhớ đúng giờ nha. Cô nhiều, làm ơn cho xin 1.680 yên. Nhớ ghi lại nha. À, không sao, sao chứ sao? Em cũng có vẻ mệt mỏi lắm, không đi, có gì chứ đi. Có ai gọi cấp cứu không?
À, dạ ơn tỉnh rồi bác. Ba, lần này cũng may lắm đó. Sau khi cô bất tỉnh, bệnh viện tìm thấy giấy tờ trong người của cô. Lần trước không thấy cô tới sở cảnh sát báo án rồi, cho nên lần này họ vừa tìm thấy cô lập tức báo cho tôi biết. Thành thật xin lỗi đã làm phiền anh Martin. Cô đừng nói vậy, quan trọng là cô không sao. Ba cô lo cho cô lắm, đi tìm cô khắp nơi. Xin lỗi bác. Alo alo. À, bà ra ngoài làm thủ tục xuất viện. Martin đã đặt vé máy bay cho chúng ta rồi. Tối nay chúng ta sẽ về Hồng Kông. Ba, con sẽ theo ba về, nhưng ba có thể cho con thêm một ngày không? Không được. Đừng nói là một ngày, cho dù thêm một phút cũng không được. Không phải đâu, con đã hẹn với anh Vĩnh, con cần phải gặp ảnh. Sau khi gặp ảnh rồi con sẽ lập tức theo ba về Hồng Kông. Lại là thằng Du chứ Vĩnh đó. Con để vì nó nói dối gạt mọi người trốn qua Nhật Bản. Con để vì đó luôn cả sinh mạng con cũng có thể bỏ mặc. Không lẽ người đàn ông đó còn quan trọng hơn sinh mạng của con à? Con nghĩ xem bà nói có đúng không? Con xin lỗi bác. Martin, anh có thể giúp tôi làm một chuyện không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.